cái nhông của mình đó. Em người ơi, yêu rồi bảo review ấy, để review nhá. Review. Hello mọi người nha. Hello. Hey, chào mọi người đã trở lại với video đi cầu. Giờ anh em mình đi về nha. Hello. Xin chào mọi người đã trở lại với Tiêu Hưu Tranh Leo đây. Đây nha mọi người nha. Hôm nay đi cắt lúa cho mọi người nha. Đây. Ê mọi người quay anh thấy nhỉ? Đây 36 nha mọi người nha. Thuộc bên Cà Rai Ngọc Hưng, bên Chư Pứ nha mọi người nha. Đây. Đã đây. Nói nhiều hơi mệt ạ. Đây nha mọi người nha. Đừng để anh Long nắng. Đấy. Anh Long gì đấy? Kia là chú Vinh nha. Vừa đây xe thôi nhưng mà không quá nhiều. Vừa thôi, tạm vừa thôi. Đấy. Hai chiếc xe nha mọi người nha. Một chiếc xe kia chở người. Đây. Đấy. Đi chuẩn bị lên đường. Sao giờ quay hay là đi? Xe rất là khỏe nha mọi người nha. Xe đây là bên mình là ít lắm, nhưng mà ở trong làng Green mình là chỉ ít hai chiếc xe thôi, hai chiếc xe của Karang Ngọc Hưng. Ở đây là toàn cơ khí Hiếu Thảo với lại Tùng Hiệp, nhưng đây là Ngọc Hưng. Đấy. Yeah.